Mời bạn nam. Rồi, mời bạn ngồi. Mời bạn nữ. Rồi. Rồi, mời em gái ngồi. Mời bạn giới thiệu về mình đi. Em xin gửi lời hỏi thăm anh Quyền Linh, chị Cát Tường xinh đẹp, cùng quý vị khán giả ở trên khán đài, cùng với cô bé ở bên kia lời chúc sức khỏe và lời chào thân trọng nhất. Em là Trử Văn Sơn, là con cháu của Trử Đồng Tử. Năm nay em 35 tuổi. Hiện tại em đang công tác ở trung tâm huấn luyện và đào tạo bóng đá trẻ của Sao Mai. Em cũng là giám đốc và quản lý các bạn nhỏ ở trung tâm. Chờ chút xíu tôi chụp tấm hình làm kỷ niệm thôi. Anh Linh là thần tượng của em mà. Hả? Anh là thần tượng của em mà. Anh là thần tượng của em, cảm ơn em, nhưng mà mái tóc em cũng là thần tượng của anh. Dạ, đây là một cái style của em, là em cũng để khoảng 4 năm rồi. À, đẹp khi quá. Mà anh thần quá. Em cảm ơn anh. Em ơi, nhưng mà hiện giờ là em nói em đang sống ở đâu bên đây bạn? Dạ, hiện tại thì em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Thủ Đức. Rồi, bây giờ mình nghe bạn gái giới thiệu nha. Rồi, mời em gái. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Chào và em. Tất cả quý khán giả. Em tên là Ngô Lê Trúc Uyên. Hiện tại em đang làm kế toán ở trường học tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Wow. Anh chào em, anh cũng ở thi đấu ở Khánh Hòa 5 năm. Ủa là em đã từ ngoài Khánh Hòa vô đây luôn á hả em? Dạ, em vô hôm qua. Quay chương trình xong là ra lại. Dạ đúng rồi chị. Dạ, cũng cực và vất vả quá ha. Nãy bạn trai giới thiệu gì, bà con của Trử Đồng Tử hả? Em là con cháu của Trử Đồng Tử. Hôm nay em đi thì em nghĩ là sẽ gặp một nàng công chúa Tiên Dung. Ủa em tên họ gì, em đọc lại họ. Em là Trử Văn Sơn. Trử Văn Sơn à. Dạ. Rồi bạn gái cho tôi biết được những cái khuyết điểm và những ưu điểm của bạn đi. Theo mọi người nhận xét thì em là một cô gái tự lập, hòa đồng, hay cười và rất là hiểu chuyện. Mình có nhược điểm gì không? Dạ, nhược điểm thì em rất là thích ngủ, em ngủ rất là nhiều, rất là hay quên và em lười xếp quần áo. Hay ngủ là sao, rồi mình đi làm rồi? Ví dụ sáng 7 giờ em làm thì khoảng 7 giờ kém 10, kém 15 là em dậy rồi em đi làm. Sao không kịp chuẩn bị sửa soạn? Dạ, nhà em là đối diện với cái trường của em đang làm. Em cứ yên tâm về xếp quần áo, ngăn nắp gọn gàng, anh sẽ lo việc đấy cho em. Có mới nói nha. Em làm được những cái điều đấy. Em là người rất là ngăn nắp và gọn gàng. Làm suốt đời luôn nha, đừng cái cằn nhằn cổ nha. Em là người có trách nhiệm, em nói được và em sẽ làm được. À, anh nói cũng lâu lắm rồi nhưng mà giờ anh thấy anh có hối hận vì lời nói đó. Nói là nhớ, bữa nay có nhiều người làm chứng lắm đó. Rồi hỏi tiếp em xíu là rút đi làm về thôi thì cái đó là em chỉ thích ngủ nướng thôi chứ cũng đâu phải là ham ngủ. Dạ thì bình thường á em hay buồn ngủ cái giờ mà người ta ở quê ta hay gọi là giờ chó ngủ á chị. Là giờ gì? Giờ chó ngủ. Giờ chó ngủ. Dạ chó ngủ giờ nào? Dạ. Dạ thường thường là khoảng 8 giờ rưỡi 9 giờ là ngủ, đến khoảng 10 giờ 11 giờ là tỉnh. Bây giờ đó giờ chó ngủ hả? Dạ. Bây giờ tôi mới biết giờ chó ngủ. Ủa nhưng mà có nhiều khi thì em cố gắng, em làm nhiều việc thì em cố gắng em làm. Còn mà ít thì em gần nhà, em coi em có việc em về xíu xong rồi em ngủ rồi em dậy ra em làm. Rồi đó, đang đi làm xong xin làm bộ xuống nhà có chuyện về là leo giường ngủ. Ngủ một chút qua làm tiếp. Em nằm khoảng nửa tiếng là em tỉnh rồi em ra. Thì nào con chó nó dậy là em dậy. Tôi hỏi chơi mà trúng thiệt. Chị ơi cho em hỏi một câu, bạn gái bên kia là bạn có thích nuôi chó không? Em thì nuôi thôi chứ em không nuôi gì. Em nuôi càng nhiều chó cũng ngủ càng nhiều, mấy chó ngủ khổ ngủ. Là tốt nhất đừng có nuôi chó là ta khỏi ngủ luôn. Ngủ giờ của chó mà, đúng không? Thì anh thấy em ngủ là anh biết là giờ đó là sao rồi. À, thấy em ngủ là biết giờ đó là chó nó ngủ à? Dạ, đâu cần phải nuôi đâu mà biết. À, đâu cần phải nuôi. Rồi, bạn trai, bạn có ưu điểm gì? Ưu điểm của em thì em sống rất thẳng thắn, sang phẳng, rõ ràng. Cũng không biết chia sẻ với mọi người như nào, nhưng mà hiện tại về tình yêu thì em cũng rất là quý trọng những người con gái chung thủy. Em rất là ghét những người mà nói dối hoặc là những có những cái sự không thật thà trong cái cách trao đổi với nhau. Rồi. À. Em có tật xấu gì không? Cái tật xấu của em thì em nghĩ là nó cũng là một trong những cái ưu điểm của em, đó là sự thật thà và hay bị người khác lợi dụng quá.
quá thật đôi khi cũng bị lợi dụng ha. Dạ. Thôi bây giờ mình chia sẻ chút xíu về đường tình của mình đi bạn em gái. Em trải qua mấy mối tình rồi em? Chuyện tình cảm thì em cũng đã từng trải qua một mối tình kéo dài nửa thập kỷ đó chị. Chia tay cũng được 5 năm rồi. 5 năm rồi. Dạ. Mà quen lâu vậy lý do tại sao chia tay? Do bạn trai là lăng nhăng đó chị. À lại là cái điều đó là em không chấp nhận được. Không chung thủy ha. Dạ. Cô gái này cô nói như vậy có nghĩa là cô sẽ rất là chung thủy ha. Bạn trai yên tâm ha. Rồi thôi một câu chuyện buồn. Bạn trai, tình trường mình sao? Tình trường của em thì em cũng chỉ có quen đúng một người. Người con gái đấy thì hiện tại là cũng đang ở bên nước ngoài. Đó là một trong những cái giai đoạn mà em cũng rất là khó khăn. Thì nó cũng có những cái sự cố của tuổi trẻ. Lúc đấy không tránh được cái sự nông nổi. Thì em chia tay cũng được 4 năm rồi. Và cũng không quen một ai cả. 4 năm qua là không có để ý tài luôn. Em có một cái tính cách của em là em rất là ra ngoài đường em cũng không để ý đến con gái. Mặc dù biết là người ta xinh nhưng mà em cảm nhận là tại sao, em đặt một câu hỏi là tại sao mình như thế này mà người ta không nhìn, tại sao mình đi nhìn họ làm gì. Trời ơi, sĩ diện quá hả. Coi như bạn mình thế này tao không nhìn. Cũng em vậy mà anh còn nha. Nhìn mà đừng có chi cô nào không nhìn đúng không. Không cũng vậy cũng tốt nha. Ừ, chút tôi qua tôi nhìn coi sao. Thôi được rồi. Như vậy là chúng ta cũng đã có một cái những cái mối tình mà đã qua rồi ha. Thành ra là mình bỏ qua đi, bây giờ mình tìm lại mối tình đây là dạ. Có như mối tình đầu và cũng là mối tình cuối nha. Dạ. Rồi, bạn gái muốn tìm một chàng trai như thế nào? Em gái. Dạ em chào. Ồ, xinh quá, chào em. Dạ em muốn tìm mẫu bạn trai của em thì ngoại hình thì cao 1m7 trở lên. Có luôn. Anh 1m1 bẻ đôi không gãy được không em? Khuôn mặt thì mũi đừng có thấp quá. Mũi thấp rồi sao? Dạ em không có thích thôi. Không thích mũi thấp hả? Dạ. Mũi này hơi bị thấp. Dạ, mặt gì? Đừng có ốm quá. Đâu về em đi sửa được rồi. Mặt này quá ốm. Gì nữa? Răng đừng có hô nữa anh. Răng đừng hô. Dạ. Hơi hơi. Không hút thuốc. Có hút thuốc không? Dạ không ạ. Không có luôn. Người đừng có gầy quá. Mặt đâu thì gầy, người cũng đừng có gầy. Sao anh lên? Thôi được rồi, anh nói vậy cho em trong lòng em gọi là băn khoăn chút thôi. Rồi chút em nhìn em tự đánh giá thôi ha. Trời ơi ha. Trời. Nói chung là nãy giờ anh chụp, em coi anh mới chụp mấy tấm hình nè. Dạ. Thôi, chụp tấm nữa gửi qua liền ha. Em có email không gửi qua liền ha. Đừng có làm rồi, đừng có nhà gái tôi ha, mà ha, yên tâm đi em. Rồi nói vậy để cho em lo lắng thôi, rồi vậy nó mới hồi hộp chứ. À. Nhưng thông báo cho em biết á, đây từng là cầu thủ bóng đá nha, đúng không em? Dạ. Cầu thủ bóng đá thì cũng chuẩn lắm nha. Đá ở vị trí lụm banh ý à. Thủ môn. Thủ môn hả? Dạ. Chụp gôn đó, chụp dạ. 10 trận là vô đủ 10 trận cho em. Đâu em chụp 10 trận vô được nhưng mà em chưa chụp được cô nào. Chụp 10 trận vô đủ 10 trận tức là vô sân đủ 10 trận á. Rồi yên tâm đi. Dạ. Nhà trai thấy đàn gái là nhà trai chịu rồi đó, dễ thương. Em cảm ơn anh. Người mà đã từng là thủ môn á, đã từng nghe em chứ phải dạ. Hiện tại mà đã từng bây giờ hết chơi rồi, nó xù ra mập xấu lắm em ơi. Đã từng thôi. Em thích mập đó chị ạ. Nhưng mà bây giờ á mấy anh này nhiều khi á là em chào chị. Hồi xưa trời ơi xấu quá. Trời ơi cái gì vậy? Trời ơi. Chị ơi cho em hỏi một câu này nhá. À. Bí quyết gì chị đẹp vậy? Chị đẹp vậy? Chị đẹp vậy? À. Chị đẹp tại vì chị chỉ thích nhìn những trai đẹp thôi. Cái mình hưởng hương hoa cái đẹp của người ta. May quá em xấu. May quá em xấu. May quá em xấu mà sốc quá ha. Em hiểu lại lý do anh Quyền Linh đến chụp hình vụ gì rồi. Sao vậy chị? À khó nói em ơi. Khó nói nên lời. Cái anh này hồi đó anh làm cầu thủ ở Nha Trang phải không em? Em ngày xưa em thi đấu ở Nha Trang 5 năm. Fan nữ nhiều lắm phải không? Em đi. Là em dắt gái mà. Thì em nhát thôi nhưng mà người ta đâu có nhát em. Em cũng không biết là tại sao nhưng mà em đi ra đường thì con gái cũng thích mà đời con trai thích em. Chị kỳ vậy trời. Hồi nãy anh nhìn là anh thích liền đó, chụp hình liền đó. Con gái không thích mà con trai thích. Dạ. Rồi lý do tại sao ra đường mà con gái đẹp thì lại không nhìn? Vậy là thích nhìn trai đẹp. Không, vì quan điểm của em không phải, nó cũng không thể tồn tại mãi theo thời gian được. Tại sao em phải đi nhìn họ mà họ không phải nhìn mình? Thì quay đây quay ngược lại, họ sẽ đặt câu hỏi mình xinh như thế này, mình đẹp như thế này, tại sao người ta không nhìn mình? Vậy là cuối cùng không ai nhìn ai hả? Không ai nhìn ai. À
Vậy thì bây giờ em mong muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Em muốn tìm một bạn gái là chung thủy, thật thà và cá tính một chút. Cho hỏi câu cuối, câu này hơi nhiều, hơi riêng tư xíu. Thẹo trên mặt em là do đá banh hay là do? Dạ, do em đá banh. Là ngày xưa thủ môn thì chụp banh phải ra không? Banh thì chân gầm giày của cầu thủ hay lướt qua mặt và mi mắt các thứ. Cái banh nó bên đây mà em chụp nó chà cái cà hà xuống dưới không? Dạ đúng rồi. Chị sao chị ngày xưa không theo bóng đá nữ nhỉ? Chị mê với cầu thủ. Theo bóng đá nữ thì chắc bây giờ em nghĩ chị thành ngôi không, sao chị rồi. Chị không làm gì được đâu, chị té hoài tại chị nặng á. Cảm ơn em nha. Dạ em cảm ơn chị. Rất là không biết nữa, không biết là đẹp hay không, nhưng mà nói chung là đặc biệt, người ta sẽ nhìn.